Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Cái ngày chị đi học á, chị có hay bị ăn hiếp không? Chị giữ nhất trường, đâu có ai hiếp chị đâu. Dễ chị được các chị nhỏ con, nhưng bù là chờ cho chị cái miệng. Cái gì là mồm miệng đỡ chân tay đó. Chưa đụng đến mình là mình hét lên liền. Táp liền phải không chị? Mình phải cho mọi người biết là mình đang ở đó. Bạn trong trường là không dám ăn hiếp rồi. Dạ. Nhưng nếu chị gặp cướp thì chị giải quyết như thế nào? Vấn đề anh cướp cái gì? Tùy theo lứa tuổi. Em hiểu không? Có nhiều cái lứa tuổi chúng ta cần phải cướp để có một cái gì đó nó kích lại cái cuộc sống của mình. Nếu anh cướp tiền thì còn chống cự. Còn anh cướp sắc thì bảo là tùy theo cơ địa mỗi người và tùy theo lứa tuổi của mỗi năm. Đó. Cướp mà cướp theo cơ địa nữa. Đúng rồi, cướp là mình mới thấy coi là đẹp đẽ rồi thì cướp. Thấy không? Xấu xí rồi cướp làm gì? Thưa quý vị, dĩ nhiên là những gì chị Việt Hương nói là nếu mà gặp cướp thì chúng ta tùy vào trường hợp chúng ta giải quyết. Ngay bây giờ cũng sẽ có một trường hợp trên sân khấu mà họ sẽ giải quyết vấn đề khi gặp cướp. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của Tố Tố. Trước đây thì mình chưa bao giờ được tham gia vào những cái buổi tập huấn thao trường của những người lính hết. Mình thử hít xà đơn, đu dây. Nhưng mà do là con gái mà lực tay còn yếu nữa nên là mình thất bại hoàn toàn. Tiếp theo là mình phải bò qua những cái kẽm gai đó. Mình phải lết đi nữa, cái thân mình nặng á, mình đã bị kẹt ở mấy cái kẽm gai đó thì cũng bị xước nhẹ rồi cũng đau. Thử thách tiếp theo đó là thử thách K91. Thật sự không đơn giản chút nào hết. Mình là người thấp nhất ở nhà chung, nên là cái chân mình là ngắn nhất ở nhà chung luôn. Mình leo lên không có được. Mà nhảy xuống là mình bị trùng dân liền luôn. Tại vì cái người của mình nặng á, toàn thân là yếu hết, chỗ nào cũng yếu hết. Thì tới khi mà chạy nước rút là coi như là đuối rồi, không thể chạy nổi, là chỉ có chạy bình thường thôi, chứ không được gọi là chạy nước rút. Nội dung mà nhảy tuần này của mình đó là mình sẽ được hóa thân vào nhân vật Geisha và anh Lộc sẽ hóa thân vào nhân vật Ninja. Cái khó khăn lớn nhất của mình đó là mình chưa hề có kiến thức gì về Sansa cả. Nó có nhiều những cái động tác tay vặn vẹo và mình rất là khó để có thể mà bắt nhịp với anh Lộc. Theo mình thấy thì khi mà mình tập nhảy Sansa thì có thể đốt được mỡ trong cơ thể của mình, nên mình sẽ vừa tập nhảy vừa tập gym để có thể đốt được lượng mỡ nhiều trong cơ thể của mình. Cho Tố Tố và Đình Lộc thưa quý vị. Trời ơi, chị Hương thấy chưa? Bởi vậy gặp cướp là đừng có nói để cướp làm cái gì, táp trước tính sau. Bởi vậy sau chị đó mới rạc da phuyệt. Và cái chiêu cuối cùng là lấy thịt đè người đó em. Chết rồi chứ làm sao sống nổi. Dễ sợ quá. Mấy vàng ruột mà. Vâng thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn đoán là tiết mục này sẽ được giám khảo bình chọn, chúng ta soạn tin nhắn BN khoảng cách 02 gửi về 8369 với 3.000 một tin nhắn quý vị nhé. Thưa quý vị, tôi phải nói là Đình Lộc là một trong những cái nam huấn luyện viên mà tôi nói là chịu khó nhất ẩm thí sinh. Ừ, đó, không có nhẹ một chút nào. Thứ đó là đây là một cái huấn luyện viên cực kỳ có tâm, tôi nói thật vậy luôn á.
Chị Việt Hương, mời chị. Nói thật với em á là chị không ngờ là cái chiêu của em xuất sắc quá, lấy thịt đàn người. Bấy cái vàng lòng đó chỉ làm phá lấu ở bên quận tư thôi, chứ không có làm gì nữa. Mà Đình Lộc là một trong những người mà tôi rất yêu quý, bởi vì anh ta rất là giỏi. Và tôi nghĩ là bưng với một cái số lượng mỡ nhiều đến như vậy. Em biết không, cái dòng mà cơm tắm sườn bị chả mà đẩy cái tóp mỡ lên trên đó em. Trời đất ơi, banh xác à. Cái gì vậy? Sự tự nhiên tôi qua tới cơm tắm rồi. Quan trọng là lúc mà cái khuôn mặt em hất cảnh ra, em nhìn, trời ơi, sexy vô cùng. Em giống như là cái bánh tét mà cắt cái bánh tét vậy? Ra. Hồi nãy cơm sườn, bây giờ tới bánh tét. Bánh tét có cái cục mỡ giữa đó. Trời hiểu ơi. Cắt cái mỡ tràn ra. Cái mặt em kêu gợi mà tràn ra đó, cái độ sexy mà nó nhiều. Nó tràn ra, trời ơi, chị nói Đình Lộc mà chị có chết thôi em ơi. Riêng về cái phần biểu cảm là cái gương mặt của em cưng lắm, chịu. Đêm khuya mà có đi cướp, thấy cái mặt em là bỏ cướp. Em ơi, được hết. Mà quan trọng là cái anh chàng này là em phải biết ơn ảnh. Hỏi anh có vợ chưa? Chưa có, mà có tương lai gì sáng sủa không? Chứ bưng bê tốt quá. Qua đã có chủ, đừng có xúi bậy. Bà vợ ở biên đạo luôn kìa. Nói nghe nè, cái chiều cuối á, cái cười mà cái mà cái nạ, cái ná bắn rồi cái thẹt cái giò. Trời ơi, chịu quá. Bữa nào hai mình tập cái này. Bữa hai mình đám cưới là tập cái môn này. Cái gì vậy trời? Xuất sắc. Anh xã nói luôn đi anh xã. Thật ra thì xác nhận là bị mất điện. Cầm nín luôn phải không? Công nhận em xuất sắc thiệt á Việt Hương ơi, em quá bản lĩnh luôn. Thôi đè nhau ra hung đi chứ giờ nói gì nữa, tao khổ ghê vậy thiệt á. Thôi cổ nói mà giống như là xem cái tiết mục này là 100 lần rồi đó. Tao mà nhận xét thì mình sẽ dễ sợ quá, chi tiết kinh khủng khiếp luôn. Xuất sắc, em xuất sắc thiệt. Bên áo đỏ nó tuột đường luôn. Tại vì tôi trong lòng của tôi á, tôi nghĩ anh Hưng là một cái người giống như là đa tài. Lần đầu tiên hai anh em mới ngồi chung, tự nhiên anh cho mình một cái cảm giác vậy mình thích lắm. Vui lắm, cái người nghệ sĩ mà tự nhiên có một cái người khen, một người khán giả bình thường khen rồi, mà ông một ông vua khen mình, trời ơi, muốn lăn vô làm thiếp hết sức à. Rồi bây giờ nè, thật sự đây là một sự kết hợp rất là đặc biệt, là lần đầu tiên Hưng thấy cái salsa được áp dụng trên một câu chuyện của câu chuyện châu Á. Có lần thể... đầu tiên mà salsa nó kết hợp với geisha. Đúng không? Geisha, ninja, salsa. Bình thường mình xem cái này mình cũng thấy nó không có gì liên quan với nhau. Không, liên quan nhưng... chứ nè. Salsa nè, geisha, ninja và thiếu cái bánh pizza nữa là dính nè. Xương xa. Xương xa nữa, đó. Một sự kết hợp đặc biệt, rất là thú vị. Đó là cái mà người ta phải thắc mắc ở chú ý hoài để xem coi cái đôi này họ làm cái gì với trang phục như vậy và dòng nhạc như vậy. Một cái sự tính toán rất là thông minh để mà thu hút cái sự chú ý người khác. Những cái bước nhảy của Tố Tố không hề lu mờ, không hề bị thua kém tí nào cả, giống như một dancer chuyên nghiệp vậy. Xuất sắc. Đây là bài diễn của em chứ không phải bài thi. Anh chúc mừng em. Xin cảm ơn anh. Đây là một cái lời nhận xét rất là có cánh dành cho bạn đấy, coi như là bài biểu diễn luôn chứ không phải bài thi nữa. John có nghĩ vậy không? Có, nhưng cũng có một cái góp ý một tí xíu, vì anh rất thích cái bài này, rất thích. Và giống anh Hưng nói là chừng nào mình thấy geisha, ninja và salsa mình cũng thấy là hơi kỳ, nhưng mà cái sự sáng tạo của biên đạo Xuân Thảo và Lộc Đình Lộc trong cái bài này tụi em làm rất là hay. Thì bây giờ mình nói về cái cơ thể của em, khác lắm luôn, rất rất khác nhá. Em có xương đây rồi nè. Đó, thấy được cái xương đây rồi. Em thấy em có mấy cái xương và mấy cái mới đúng không? Mấy cái mới là cái gì? Thì cái cơ thể đang thay đổi. Đây là một cái mới. Mới mình phải quen, vì em hay quen cái khách nhảy lúc em fat bự hơn. Đúng không? Thì hôm nay mấy cái động tác của em nó rất là nhanh, nó rất là chất, nhưng mà nó thiếu một chút xíu cái sự mạnh em có 4-5 tuần trước. Mọi thứ em có rồi. Bây giờ em có một cái mới, em có hai cái chân rất là đẹp như hai cây pháo đó. Hai cây pháo mà đẹp cái gì ông này thiệt. Không, trên cái bài này lúc bước đi nó tiếng Anh thì mình nói firecrackers, bum 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 bum. Ok. Firecrackers. Là giống như là nhanh mình như là pháo nổ. Đúng rồi. Thì nói đó là cái chân người ta nhanh như pháo, chứ cái giò mình như cái pháo. Hú hồn. Okay. Nhưng mà nói chung là cảm ơn John đã dành những cái lời chia sẻ cho em, và anh nghĩ là em sẽ rút được nhiều kinh nghiệm. Cũng như là những cái yêu cầu càng ngày càng khó khăn của giám khảo, đúng không ạ? Khi mình có thân hình nhỏ gọn hơn thì động tác phải chắc và dứt khoát hơn. Và chúng ta hãy xem điểm số họ dành cho nhau nhé. Xin mời giám khảo Việt Hương. 10. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 10. Và John Huy Trần. 9 điểm. Điểm trung bình của các bạn là 9,7. Mời các bạn về bàn cân. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi phần giảm cân của Tố Tố. Cân nặng cũ của bạn là 74,8 kg. Cân nặng hiện tại là 72,2 kg.
Bạn giảm được 2 ký xấu, tương đương với 3,5%. Tổng điểm 13,2. Chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, Tố Tố cũng đã có một chặng đường 7 tuần như các bạn khác. Và để có được một cái vóc dáng như ngày hôm nay, gần trở thành hot girl rồi. Chúng ta hãy xem lại 7 tuần đã trôi qua như thế nào nhé. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu của bạn là 90 kg và cân nặng hiện tại là 72,2 kg. Bạn giảm được 17,8 kg. Chúc mừng Tố Tố. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.